Thưa quý vị, lâu nay mua bán người vẫn được xem là một vấn đề gây nhức nhối trong xã hội, đặc biệt là ở những vùng biên giới, miền núi. Thế nhưng những năm gần đây, bằng thủ đoạn sử dụng công nghệ cao, mạng xã hội, tội phạm buôn người đã có thêm những chiêu thức mới để săn tìm nạn nhân tại các đô thị. Và từ những cô gái dân tộc thiểu số ngây thơ cho đến những nữ sinh, cô giáo, nhân viên văn phòng, tất cả đều có thể trở thành nạn nhân của những kẻ buôn người. Ngày hôm nay, 30 tháng 7, nhân ngày Thế giới phòng chống mua bán người, trong tiểu mục Chuyện tối nay hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với Trung tá nghiên cứu sinh Đào Trung Hiếu, là một chuyên gia tội phạm học, để cùng tìm hiểu rõ hơn về tính chất cũng như là những cách phòng chống loại tội phạm này. Nhưng trước tiên thì xin được mời Trung tá cùng với quý vị khán giả cùng đến với một vài con số mà phóng viên Chào buổi tối tổng hợp được ngay sau đây. Mỗi năm, cả nước có 500 vụ liên quan đến nạn mua bán người. Theo Tổng cục Cảnh sát, từ năm 2011 đến tháng 6 năm 2017, cả nước xảy ra 2.748 vụ mua bán người, lừa bán 5.984 nạn nhân. Riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng và 13 tỉnh thành miền Tây Nam Bộ phát hiện 265 vụ với 1.395 nạn nhân. Trong đó có 147 vụ việc có dấu hiệu mua bán người dưới dạng môi giới hôn nhân trái phép, tổ chức xem mặt chọn vợ, kết hôn giả. Thậm chí, có nhiều người phụ nữ còn trở thành nạn nhân của chính cô ruột, dì ruột trong gia đình. Nhiều phụ nữ từng là nạn nhân của việc mua bán người, sau đó lại trở thành những đối tượng phạm pháp, đi lừa bán những người phụ nữ khác. Trong đó, phần nhiều các chiêu thức mà những kẻ mua bán người sử dụng thường là dụ dỗ, lừa gạt bằng cách làm quen đối tượng qua điện thoại, Facebook, Zalo. Vâng, những con số quả thật là rất đáng báo động đúng không ạ? Vâng, thưa Trung tá Đào Trung Hiếu, buôn bán người nghe thì có vẻ như là rất nghiêm trọng, nhưng mà trên thực tế thì tôi nghĩ là đa phần người dân vẫn nghĩ rằng đấy là chuyện xảy ra ở miền núi, ở vùng sâu vùng xa. Chứ ít người dân thành phố nghĩ rằng mình hoặc là con em của mình có thể có nguy cơ trở thành nạn nhân của loại tội phạm này. Điều này có đúng hay không ạ? Vâng, tôi cho rằng đấy là một cái nhận thức sai lầm. Chúng ta phải thấy rằng cái tội phạm mua bán người nó đang là một cái vấn nạn toàn cầu. Không chỉ ở Việt Nam đâu, mà rất nhiều quốc gia trên thế giới cũng đang phải đối diện với cái nguy cơ đến từ cái loại tội phạm này. Chúng ta cần phải xác định một cái điều rằng tội phạm có thể xảy ra ở bất cứ nơi nào và với bất cứ ai, nó không loại trừ ai cả. Thì lâu nay chúng ta thường nghĩ rằng nó chỉ xảy ra ở những vùng miền, vùng sâu, vùng xa, miền núi. Tuy nhiên trên thực tế thì tội phạm mua bán người nó xảy ra đô thị rất nhiều chứ. Vâng. Nhưng chúng ta cũng phải thấy rằng là xuất phát từ cái chuyện cái điều kiện dân trí rồi thì đời sống kinh tế khó khăn tại các vùng miền xa xôi đó, những cái địa phương vùng nông thôn miền núi thì cái tội phạm mua bán người nó xảy ra một cách thường xuyên hơn, phổ biến hơn. Thế còn tại đô thị, tại các đô thị lớn nó vẫn xảy ra. Vâng, vậy đâu là đối tượng chính mà loại tội phạm này hay nhắm tới ạ? Tức là cái mục tiêu của bọn tội phạm mua bán người nó có thường là phụ nữ hoặc trẻ em. Tuy nhiên là nam giới cũng trở thành cái mục tiêu săn tìm của các cái đối tượng mua bán người. Điều này nhiều người có vẻ hơi khó hiểu. Vâng. Nhưng thực tế ra là đã xảy ra những cái vụ mà mua bán đàn ông với phụ nữ, với trẻ em ấy, thì thường là các đối tượng, các đường dây mua bán người nó thực hiện tội phạm để nhằm đạt đến các mục đích, chẳng hạn như là để bóc lột tình dục này, vâng, khai thác tình dục, hôn nhân cưỡng bức hoặc là khai thác các bộ phận cơ thể. Thế còn với đối tượng là nam giới thì thường là các đối tượng trong đường dây mua bán người sẽ đưa vào các cái hầm mỏ, các cái nơi mà lao động mang tính khổ sai như thời Trung Cổ nữa, để bóc lột sức lao động của người ta. Một số nam giới ở những vùng giáp biên đã bị bán sang bên kia biên giới và đưa vào các hầm mỏ, rồi những cái nơi mà nó người ta sống một cuộc sống rất là vất vả, bị khai thác bóc lột về sức lao động. Vâng, quả thực là thông tin này sẽ khiến cho rất là nhiều người cảm thấy rất là bất ngờ đấy ạ. Rõ ràng là thủ đoạn của tội phạm mua bán người thì ngày càng tinh vi hơn, với những cái tính chất phức tạp hơn do các đối tượng mua bán người sử dụng các công nghệ cao và trong đó là sử dụng mạng xã hội. Vậy thì anh có thể chia sẻ rõ hơn về những thủ đoạn này được không ạ? Vâng, cùng với sự bùng nổ phát triển về khoa học công nghệ thì cái tội phạm nó ăn theo và nó sử dụng cái công nghệ cao như một công cụ phương tiện thực hiện tội phạm, trong đó có tội phạm mua bán người. Chúng ta đã cán cái mốc là 64 triệu tài khoản Facebook, nghĩa là cái sự ứng dụng của cái công cụ mạng xã hội
Facebook, Zalo nó trong đời sống xã hội Việt Nam nó đang rất là phổ biến. Chính vì vậy tội phạm cũng sử dụng chính các công cụ này trong việc săn tìm con mồi. Thì thông qua cái vụ án mà chúng tôi trực tiếp đã điều tra khám phá trước đây thì phát hiện có những cái thủ đoạn trước hết là mà cũng đang rất phổ biến, đang nóng hiện nay, tức là các đối tượng phạm tội lên trên mạng, các đối tượng cũng có tài khoản, cũng có những cái tài khoản về mạng xã hội như Zalo, Facebook chẳng hạn, thì bắt đầu bắt quen, làm quen với những đối tượng chẳng đặc biệt là phụ nữ. Đấy, rồi có thể là tán tỉnh này, làm quen đấy, và mong muốn là xin gặp mặt đấy, đặt quan hệ yêu đương đấy, và trong cái quá trình tiếp xúc sau khi tạo lòng tin với nạn nhân ấy, thì chúng sẽ đưa nạn nhân đi bán hoặc đưa vào các cái đường dây, đưa vào cái động ngoại dâm này, rồi đưa ra nước ngoài đấy, bằng những cái thủ đoạn rồi rủ đi mua hàng hóa biên giới hoặc rủ đi du lịch, rất rất nhiều các thủ đoạn liên quan. Thứ hai nữa, một cái rất sức nóng đó là hứa hẹn xin việc. Cái nhu cầu việc làm đối với thanh niên, những người đến độ tuổi lao động là một cái nhu cầu đang rất là cao trong cái bối cảnh nhiều người thất nghiệp không có việc làm ấy. Thế thì cái nhu cầu tìm một con việc làm nó đang rất là nóng. Chính vì vậy các đối tượng có thể thông qua cái chuyện mạng xã hội làm quen, sau đó nó hứa hẹn sẽ giới thiệu những cái công việc nhàn hạ lương cao. Đấy, và bằng cái thủ đoạn này không mới, tuy nhiên nó đánh gục được rất nhiều người do cái sự bức xúc nhu cầu ấy, và cũng đã nhắm mắt đi theo các đối tượng và bị bán vào các cái ra nước ngoài hoặc bán vào các cái động ngoại dâm. Đấy, rồi thì các đối tượng có thể thành lập ra các cái công ty trá hình, cũng đăng ký theo pháp luật, rồi cũng có những cái hoạt động đưa người ra nước ngoài xuất khẩu lao động này, hoặc là tham gia các cái sự kiện văn hóa, giao lưu văn hóa với nước ngoài. Thế sau đó thì bằng cái công cụ mạng xã hội, các đối tượng tìm người có cái nhu cầu đó, và khi tiếp cận với các đối tượng thì chúng cũng tỏ ra một cái đơn vị hợp pháp, một cái pháp nhân hợp pháp, nhưng khi đưa được người ra nước ngoài thì chúng lật mặt, thì nó trở thành những tổ chức tội phạm và đưa những nạn nhân vào các cái đường dây mua bán người. Thì đây là những thủ đoạn nóng. Vâng, vậy có cái vụ án nào mà tội phạm đã sử dụng những cái thủ đoạn tinh vi như vậy mà anh nhớ nhất và anh có thể chia sẻ với chúng tôi trong chương trình hôm nay được không ạ? Vâng, chúng tôi đã từng chặt đứt một số cái đường dây tội phạm mua bán người. Trong đó có một cái đường dây của đối tượng Khuất Đình Tấn. Vụ án này xảy ra cũng tương đối lâu, nhưng các đối tượng cũng đã làm quen thông qua mạng viễn thông, điện thoại, rồi thông qua mạng xã hội, cũng làm quen chập với các nạn nhân. Sau đó thì chúng tôi cũng rất vất vả để lần ra được cái đường dây qua rất nhiều tỉnh của đối tượng, và phát hiện ra tên cầm đầu hiện nay đang có quyết định truy nã của công an 5 tỉnh. Và đến bây giờ thì theo chúng tôi biết là cũng chưa bắt được tên cầm đầu, vì chúng hoạt động theo các cái mắt xích, các đường dây. Và đây là một hành trình rất khó khăn, và đối tượng sử dụng cái kênh mạng xã hội để tìm các nạn nhân ở cái vùng miền núi. Bây giờ sự phổ cập của mạng internet ở các nơi rồi, và trong vụ án này, trong cái đường dây chúng tôi có 5 cô gái người Dao đã được giải cứu. Vâng, vậy với những cái thủ đoạn tinh vi như vậy thì theo anh làm cách nào để chúng ta có thể nhận biết được là cái người mà mình vừa nói chuyện ở trên mạng vừa mới quen đó thì có dấu hiệu là tội phạm buôn người ạ? Làm sao mình nhận ra được ạ? Chết, chúng ta phải xác định ngay với nhau là tội phạm nó là con người bình thường. Thế và nó cũng có những cái biểu hiện, những cử chỉ hành vi như chúng ta thôi. Thế tuy nhiên nếu có sự tinh ý, nếu có sự cảnh giác ấy, thì sẽ phát hiện được những, nó có những dấu hiệu chúng ta hay gọi là lâm sàng của bọn tội phạm mua bán người. Trước hết chẳng hạn, ví dụ như là thông qua cái chuyện quan hệ, đặt quan hệ trong thế giới ảo, tức là mạng xã hội chẳng hạn. Thế thì đối tượng tỏ ra rất là vồ vập, mặc dù mới quen, mặc dù chưa biết gì, cũng đã buông lời tán tỉnh, ong bướm đong đưa, rồi khen thế nọ khen kia, rồi thì mong muốn là có gặp mặt ọp bên ngoài, tức là gặp nhau trên mặt đất ấy. Thế rồi thì thể hiện là mong muốn rủ đi chơi chỗ này chỗ kia. Đấy, cái nhất. Cái thứ hai nữa là hứa hẹn một cái công việc nhàn hạ với lương cao. Và tôi xin cảnh báo ở chỗ này, nếu như nhận được một cái lời đề nghị đi làm ở một chỗ nào đó lương cao, công việc nhàn hạ, thì hãy tin rằng đây là một cái bẫy. Tức là dưới cái mùi thơm sẽ có con cá chết mà. Vâng. Đó thì đấy, người mà tử tế, người ta không cố gắng thuyết phục người khác nhận sự giúp đỡ của mình đâu. Thế nhưng tội phạm phải có. Tội phạm lại làm như thế bởi vì nó muốn người ta cắn câu, nên người ta, nó ra sức thuyết phục người khác nhận sự giúp đỡ của nó. Đây là một cái dấu hiệu bất thường hết sức đáng lưu ý trong cái quan hệ tiếp xúc trong thế giới ảo. Khi nhận được những dấu hiệu này thì cần phải biết rằng cần phải đặt một dấu hỏi.
luôn luôn cảnh giác, tại vì tội phạm đang diễn biến hết sức phức tạp. Vâng, chúng ta cần một sự tỉnh táo, một sự tinh ý trước những, đặc biệt là những cái lời mời gọi hấp dẫn như vậy, để không bị rơi vào bẫy. Nhưng mà nếu như mà giả sử như mà có người đã bị rơi vào bẫy buôn người rồi, vậy thì theo anh làm cách nào để có thể thoát ra được cái bẫy đấy ạ? Vâng, những điều tôi nói sau đây chính là những sự chia sẻ của các cái cô gái nạn nhân mà chúng tôi đã giải cứu từ nước ngoài về, phối hợp công an nước bạn để giải cứu về được. Tức là những lý do để họ thoát ra khỏi những cái động mại dâm, rồi thoát ra khỏi những cái cuộc hôn nhân cưỡng bức, người ta kể và chúng tôi có tổng hợp lại thành các cái kỹ năng để có thể giúp cho người dân. Chẳng hạn ví dụ trong cái quá trình mà trên đường di chuyển với một đối tượng nào đó, chợt nhận ra những đối tượng này có những cái biểu hiện bất thường, chẳng như một cuộc điện thoại, như một cái thái độ nào đó nghi vấn, nhưng và nghĩ đến khả năng mình đã bị đối tượng đưa đi bán, thì lúc đó chết phải trấn tĩnh. Nếu như vẫn đang ở trong nước thì hãy tỏ ra bình tĩnh, coi như không biết âm mưu của đối tượng và tạo một lý do hợp lý để thoát ly đối tượng. Có thể là xin xuống xe, đang đi trên xe chẳng hạn, lấy một lý do đó đi vệ sinh ABC đó và chạy vào nhà dân nhờ người dân giúp đỡ. Nếu như bị đối tượng khống chế đi trên đường, nhưng trên đường lúc đó đang tham gia giao thông chẳng hạn, thì có thể là đập vào cửa gây sự chú ý cho những người xung quanh. Vâng. Có thể la hét, có thể dãy dụa chống đối. Thì còn nếu như trong tình huống đã bị đưa ra nước ngoài, đã bị khống chế thì mà lúc đó không có những người xung quanh có thể thu hút sự giúp đỡ, thì hãy tỏ ra ngoan ngoãn hợp tác với đối tượng để làm cho đối tượng chủ quan, và nhân cái cơ hội đối tượng lơ là mất cảnh giác đó thì có thể bỏ trốn hoặc bất ngờ tấn công lại đối tượng để tạo ra sự vướng mắc, sau đó bỏ trốn. Thế còn khi ra nước ngoài, rất nhiều cô gái đã bị bán vào các động mại dâm và người ta lấy cái lý do người ta bị bệnh để được đưa đi khám bệnh, và trong lúc nằm ở giường bệnh người ta nói với các y bác sĩ, có thể là người ta ra hiệu thôi nhưng bác sĩ cần hiểu là tôi cần gặp công an, thì người ta sẽ mách bảo hoặc nhờ chính gái khách làng chơi thông báo ra bên ngoài, thông báo với gia đình. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ rất là thiết thực của Trung tá Đào Trung Hiếu trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Và cũng hy vọng rằng quý vị đã có những thông tin hữu ích để có thể tự bảo vệ mình cũng như là con em của mình trước nạn buôn người đang diễn biến ngày càng phức tạp.